Xin chào anh em nha anh em. Bữa nay phép làm cái clip này vừa giới thiệu xe cho anh em mua xài, vừa nói về cái giá luôn anh em. Dòm hai xe này anh em. Anh em coi đi nha, coi sơ ra rồi nghe phép phân tích. Em 2.800 cây. Xe đẹp anh em. Áo sống đầu đẹp. Không có chạy chùa. Này lớn hơn đó 10 tuổi. Rồi bắt đầu xong rồi mình bàn về giá nha anh em. Này lớn hơn này 10 tuổi. Con này mất hơn đó 20 củ. Mắc hơn chẳng đủ 20 củ luôn anh em. Clip này quay lên để dành cho những anh em mà hay comment nói xe đâu cũ gì xài đâu mà chục mười mấy năm mà giá bốn mấy triệu thôi để mày xài luôn đi. Với mấy anh em mà nó thôi để tôi mua chỗ này winner nó bán hai mấy triệu để mua winner chạy ngon hơn vậy đó. Nói chung là những anh em comment có cái thái độ nói chung là hơi tiêu cực chút á. Xe này bếp bán cho anh em 26 năm. Hồ sơ thêm tiền nha anh em. Nào anh em nào muốn rút sơ thêm tiền. Anh em muốn rút sơ thêm tiền phép rút cho anh em trong tuần lễ có. Trừ thứ bảy chủ nhật. Cứ hồ sơ thì thêm tiền trừ được dừng thứ bảy chủ nhật. Đen nhám này thì nhỉnh hơn chút, đen nhám 28 triệu. 28 triệu là cả hồ sơ rồi nha anh em. Thằng này là bao hồ sơ rồi luôn, 28 triệu á. Còn thằng này 26 năm, rút hồ sơ thêm phí 700 ngàn. Đến giấy phép á, anh em mới có sự lựa chọn hết trơn á. Còn những anh em mà comment mà khơi khơi trong đó á, mình á, trước khi comment phải suy nghĩ cái anh em. Mình muốn viết cái gì hay là muốn nói gì mình phải suy nghĩ chứ cái. Mình coi cái ví dụ như ở kênh có phép mua bán thế nào. Thằng này nó có bán chiếc xe mà giá như mình muốn mong muốn không. Chừng nào mà không có thì anh em phải nói vậy. Khó trơn á anh em. Có những anh em khi giá cả thị trường không có nắm được, không có biết, không có gia chạm, thành ra nó mắc nó rẻ. Chứ bây giờ về phép á, là về giá quân bình hết. Phép cố gắng trên kênh á, phép bán cho anh em rẻ hơn 500 triệu để anh em xài, anh em dễ mua bán. Phép cố gắng bán những xe chất lượng uy tín để cho anh em xài đó. Mua chỗ phép anh em khỏi sợ lầm đâu. Nhận xe không thích gửi lại. Nói chung là tiền nào của nấy anh em. Hợp bán chiếc Camo cho anh em ở Bình Thuận, gửi đi xe đò đi anh em Bình Thuận gửi trả lại. Nói gì chân ốc gì đen. Phép quay cái video cụ thể chi tiết hết trơn anh em. Mà anh em biết là ẹt mà cái giá tiền có hai mấy triệu à, 150. Mà mới đẹp, đẹp đâu ra. Đây nè, lên hàng 3 đi, phép bao đẹp chưa. Màu cam nè. Gắn lên hàng 3 đi anh em nè, coi ốc có sáng nè. Tiền nào của nấy chứ anh em. Gửi đi tới phải xin lỗi tới Vũng Tàu á. Rồi cái đó nói xe chân ốc đen quá,
phép quay video chi tiết cụ thể không chịu xem đâu, gửi lại làm buồn, phép buồn. Đã nói anh em á, tiền nào của đấy, đây nè, hai mấy triệu nè, trong top hai mấy triệu nè, băm mấy ngàn cây, xe mới về chưa rửa luôn đó. Muốn hai mấy triệu hai mấy triệu, mà muốn băm mấy triệu băm mấy triệu, bỏ tiền ra, bỏ tiền ở mua chiếc xe, mình muốn cái độ chắc của nó mình phải suy nghĩ đến là cái giá tiền bỏ ra anh em, chứ hỏi cái tiền ít hết 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 khói thơm mà tiền ít thịt nhiều đâu ra anh em. Đã nó dày cửa hàng có phép là giá nó ra quân bình hết đó, bán cho anh em có thể là rẻ hơn 500-700 triệu thôi so với những cái cửa hàng khác, chứ không thể nào mà phép bán cái xe mà 28 triệu à, mà đòi như xe ba mấy nữa được nè, chạy 10.000 cây. Muốn ba mấy có ba mấy, mà muốn hai mấy có hai mấy, này 20 mấy triệu đây. Có như em comment đọc nó mất buồn cười lắm, bán chơi mất giả đủ thứ kiểu vậy, mà trong khi đó anh em muốn mua xe rẻ có xe rẻ hết trơn á, phép bán trên kênh phải bao giá chưa, bao giá, bao chất lượng, bao uy tín cho anh em hết, làm ăn không có chặt chột được, mua bán cho anh em xong rồi vẫn giữ liên lạc đàng hoàng, vẫn trách nhiệm, alo nghe máy 24/24, trừ giờ ngủ giờ nghỉ ra thôi, chứ không phải bán chiếc rồi chạy luôn đó. Giờ cửa hàng anh em dòm xe, bây giờ nếu mà dắt vô hết là nhà không còn đi luôn anh em, chứ không phải giỡn, bỏ tùm lum hết chứ. Đó, anh em dòm làm ăn có sao nói vậy. Có một cái phép nóng tánh, trung thực thẳng thắn, cứ nói nhiều khi không được lòng anh em nhiều đâu, nhưng mà ai dặn phép chịu quá, chứ phép không có cái tính mà xua nịnh nọt hay là cái gì mà ngọt ngào các thứ rồi là để bán xe bán gỗ bán cho người ta rồi xong rồi thôi đâu. Còn cửa hàng trên đó anh em, xe tới ngoài xăng luôn, chứ không phải mà mua bán mà kiểu tầm bậy tầm bạ đăng xe của ai không. Xe á, phép mua xong ở trên mạng á, nhằm khi mua của anh em á, em gửi về chưa tới nhà không nhập, giờ nào mà tới nhà kiểm tra đàng hoàng chất lượng thế nào rồi mới quay lên thôi. Xe hiện tại ngay cửa hàng có sẵn hết đó, để cho anh em so giá, để cho những anh em hiểu tại sao nó hơn nhau 20 chai, trong khi một thằng rất mới, một thằng thì đã cả chục năm, thằng này mới có 2-3 năm mà, mới 2-3 năm thôi. Nó mà thằng kia á, thì lại là hơn 20 cũ. Anh em nghe, anh em tự suy nghĩ, tự phân tích rồi anh em comment dưới nói với phép nghe kìa. Anh em nói cho phép nghe kìa anh em. Làm cái clip này chủ yếu là cũng để trả lời một số anh em là nó sẽ mắc xe rẻ đó, anh em không có hiểu, anh em nói như vậy đó. Hôm có ông chú lập chung cơ quan với phép hồi xưa, ông chạy winner mới có 1000 mấy chục cây vậy đó, lại nổ máy chạy không được, nổ máy mà chạy không được, phép kiểm tra hoài mới trời chú đem đây con không biết sửa cách nào nữa. Chiếc winner mới chát mà tại nó bị cái này con cũng thua luôn rồi, ông nổ máy mà chạy được. Anh em biết sao không? Ông lấy cái cuốn sổ mà bảo hành đó, ông để đây nè, ông để đây nè anh em, cái đồ nó bịt ke lại phép dở đi, phép cười quá trời luôn, bịt ke lại đây rồi nó cái hơi đâu hút vô được, đâu có hơi, nó không nổ luôn. Trời ơi, trời cười xỉu, nó chơi suốt cuốn sổ hành chú đừng để đây, không có để được đồ vẽ đây luôn, để đây cái hơi nó hút vô rồi nó máy đâu nổ được. Bởi nên anh em xài winner chú ý, nhiều anh em không phải anh em cũng biết đâu nha, để đồ vẽ rồi đây nè, căn đồ vẽ là sổ hành giấy tờ để ngay đây là thua đó, chắc để thợ rồi mất công rồi, nó là bộ nó làm tầm bậy ba cái đầu nó ăn tiền cho rồi nó lén lén là mở yên nó lén của hoành ra này rồi nó thay kia rồi tốn tiền nữa, mắc cười lắm đó. Anh em thấy rõ ràng chưa, hơn nhau 20 triệu, thằng đỏ hơn thằng xanh nhám, này màu xanh nhám anh em, mà này đẹp lắm á, màu này nhìn ở ngoài nè. Phép quay clip á, anh em gắng xem hết clip, xem kỹ rồi nghe phép nói rồi coi chi tiết rồi hãy nhắc máy điện, hãy tránh trường hợp như anh em ở Vũng Tàu
buồn ghê luôn, xe có hai mấy triệu anh em, nó đâu có, nó cũng nói chung là cái dùng phép là nước mặn nước phèn nữa. Nếu mà xe đẹp á thì nằm phải tầm tiền ba nó mới đẹp được, đẹp cho 50 á. Cuối cùng gửi lại giấy phép chiếc Gamo đó, máy móc đồ chuẩn im lắm, phép không có sao hết, có cái buồn giao dịch với anh em không được buồn. Hai mươi sáu năm anh em, hồ sơ anh em nào muốn yêu có muốn nhu cầu rút thì đưa tiền thêm phép 700.000 phép rút cho. Sắp xỉ 30 thôi. Xe này gửi ra cũng ok lắm á. Thấy cũng còn dán keo đây nè. Dán keo bị dợp nè anh em, bị phồng nè. Này dán thợ này dán dở. Dán phồng hết trơn. Chỗ cái bẩn này không có keo. Cái chỗ cần keo là không có keo. Không có keo còn lột thêm tem nữa mới ghê chứ. Thiệt là tình. Ba sáu sáu ngàn. Rồi anh em hy vọng anh em này coi clip, những anh em mà hay đi phầm men dạo này kia đồ á, có những cái ý nghĩ mà tiêu cực á, coi lại. Hôm đọc có anh em phầm men, ôi chiếc này 46 triệu để tao mua chiếc Winner, tao vô tiền. Đúng rồi anh em nói đúng, mua Winner vô đồ chơi, vô đồ chơi không hết luôn, 20 triệu là vô vô tư luôn. Anh em nói gì, 26 triệu để tao mua Winner, tao vô đồ chơi còn ngon hơn. Nó Winner đây anh em, mua giùm phép đi. Ở đây 26 năm thì rút hồ sơ 700.000. 700.000 thì như chiếc xe Winner này nếu mà anh em tự đi nhập á thì nó tốn khoảng chừng 300-400.000 bạc à, tự nhập á. Còn anh em mà thuê cò đi á thì phải nó mắc hơn 200-300.000. Mình dịch vụ người ta ký giấy, người ta làm rồi người ta đóng thuế cho anh em á, ta nộp vô thì ví dụ mình làm 4 xị thì nó ăn khoảng chừng 7 xị. Cái gì cũng vậy anh em ơi, không ai làm giùm mình đâu anh em. Ta làm người ta phải tính công cán của ta vô đó. Mình nhập 4 nên nó ăn khoảng 6. Còn thằng nào mà nó ăn ăn nhẹ nhẹ thì nó cũng 7. Cái gì nó cũng có cái giá nó chứ. Những người thông minh người ta đi mua đồ bất cứ gì á, có nhiều người ta không dòm, ta không dòm cái sản phẩm mà ta suy nghĩ đến cái giá của nó đó, ta suy nghĩ đến cái giá của nó, cái người ta ta quyết định chất lượng đó anh em, quyết định chất lượng trong đầu của ta. Những người thông minh, những người mà kêu là có vị thế rồi á, phép nói đúng không anh em? Nó không đúng anh em bỏ qua nha anh em, còn nó đúng anh em like phát ra anh em. À anh em nào thấy đúng thì chấm cái anh em, chấm dưới phần comment này. Ở đây xe đông nó quay clip nó hơi ồn anh em. Nhiều khi những cái là đoạn clip mà phép không có nói chuyện á là tại xe nhiều quá đó. Cái tánh phép nói nhiều lắm. Nói nhiều mà nói sạp mà cố luôn. Nói giỡn thôi chứ nhiều khi chiếc xe á, nhìn ở trong cái clip á anh em, anh em không thấy hết được, phép phải nói thêm vô để cho anh em nhìn, em dễ nhìn đó. Chứ thật sự ra là nói cũng khát nước á. Nó vậy anh em, 46 năm, 26 năm hơn nhau 20 triệu. Rồi anh em có sự lựa chọn anh em, đừng có so sánh nữa nha anh em. Đừng nói thằng phép bán xe mắc nha. Mắc thì có mắc thiệt đó, nhưng mà mua ở phép yên tâm, xe nó mắc thì nó mắc, còn muốn không mắc thì nó không mắc. Xe mắc là xe là bị ăn cắp, còn xe không mắc là xe của mình. Nói giỡn nên em. Rồi anh em nào có ý kiến gì đó comment gạch đá gì đó dưới phía dưới giùm phép đi. Phép thì tánh thì nó nóng nảy, nó thẳng thắn lắm, bộc trực lắm, nói chung là bộc trực lắm, không có ngọt ngào hay là xua nịnh gì được đâu.
Pháp nói rồi mà, cái kinh của Pháp là cần cần chất lượng chứ không cần số lượng đâu. Quan trọng là được anh em tin tưởng ủng hộ mua Pháp là Pháp vui à. Nó thật ra là từ hôm mà làm kinh giờ bán trên kinh được lắm anh em, tâm sự với anh em được rất nhiều anh em tin tưởng mua ủng hộ này kia, rồi cũng liên hệ, giữ liên hệ, rồi là cũng kết bạn Zalo, Facebook, Zalo này kia đâu. Zalo Pháp cũng dẫn số điện thoại 0948669949 anh em. Anh em nào có nhu cầu gì thì cứ kết bạn Zalo số đó. Còn Facebook thì xe máy Kiên Giang. Xe máy Kiên Giang á, ảnh đại diện chiếc xe bo anh em. Xe bo của Pháp á, hồi trước mua lâu dữ rồi, chụp cái đó cũng bức ảnh nó cũng mấy năm. Ảnh nó cũng 5-6 năm. Để tới giờ luôn. Còn anh em mà nhắn tin Zalo, Facebook hay là gì đó, nhắn tin Pháp trả lời được, anh em thông cảm. Nhiều khi cũng muốn trả lời lắm mà trả lời không nổi anh em ơi. Nhiều khi đang chạy xe, đang lái xe, rồi công việc nó cũng bù đầu hết trơn. Rồi nghe lớp nghe điện thoại đó. Rồi nhiều khi trả lời mail nào, lúc nào rảnh thì trả lời. Còn nhiều khi ít được rảnh lắm. Bởi khi anh em khi lại nhà chơi anh em biết rồi đó, không nói chuyện được với anh em luôn á. Ta nói á, nó quằn quặt suốt. Xe này thì nó hơn điểm chiếc xanh đó, bởi vì nó mới 28 triệu hơn chút đỉnh. Cái gì cũng có giá nữa. Về Pháp là anh em mua xe đừng có mà sợ gì chứ. Nè, đi mua đồ gì, cái tánh Pháp á, thà chiếc xe nó mắc hơn, hay là cái món đồ đó mắc hơn 1 triệu 2 triệu, Pháp vẫn bỏ ra tiền mới mua. Tánh Pháp ngộ vậy đó. Nhưng mà phải là đúng chất, đúng chất. Thà nói chung là giá thì nói thẳng là thà chịu lầm giá đó, còn chất lượng hay sản phẩm là không muốn lầm đâu. Nói thiệt chứ, anh em mà mua xe về mà không ưng ý ngay chỗ mà mấy cửa hàng, mấy thằng mình bán bậy bạ, nó tả bậy bạ, mua xe về là chất quất chạy rồi chán, mau chán lắm, chán rồi bán ra lỗ lã nó cũng vô đó. Nó nói anh em vậy thôi, chứ cũng nói nhiều nói dài quá. Hôm nay cái video này bữa nay nói nhiều rồi. Anh em yêu thích thì điện cho Pháp nha anh em, 0948669949. Rồi, xin chào anh em.